Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, cơn bão số 5 qua đi chưa được bao lâu thì các tỉnh miền Trung sắp tới lại phải tiếp tục hứng chịu sự đổ bộ của cơn cuồng phong mang tên bão số 6. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 6 đang ngày càng mạnh lên và di chuyển khá nhanh khi tiến sát đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế những giờ qua, bão số 6 bão Nesat di chuyển khá nhanh với tốc độ khoảng 20 km h Dự báo diễn biến khó lường do tương tác với không khí lạnh. Kịch bản có khả năng cao nhất xảy ra là bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ miền Trung. Vào 4 giờ sáng ngày 17 tháng 10, tầm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, 103-133 km h giật cấp 14. Đến hồi 10 giờ, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, 103-133 km h giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km h theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo đến 10 giờ ngày 18 tháng 10, bão ở hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15 km h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở 18,4 Bắc, 113,3 Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Đông Bắc. Dự báo tới 10 giờ trưa ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão nằm ở 17,5 Bắc, 110,1 Đông, cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế khoảng 380 km về phía Đông Đông Nam. Cảnh báo diễn biến bão, từ 48 giờ đến 120 giờ tới, từ 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, suy yếu dần, cường độ mạnh cấp 8 giật cấp 10. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp Dự báo tác động của bão trong 24 đến 48 giờ tới, trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng thêm cấp 11, 13, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Ngày và đêm 18 tháng 10, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5,0-7,0 m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0 m. Khu vực giữa Biển Đông, sóng cao 3,0-5,0 m. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sóng biển cao 2,0-4,0 m. Ngày 17 tháng 10, tại cuộc họp ứng phó với bão số 6 bão Nesat, do Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta, gió trên Vịnh Bắc Bộ bắt đầu mạnh lên cấp 6 cấp 7, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng và tương tác xa với bão số 6. Ông Lâm nói, trong quá khứ, khi các cơn bão gặp không khí lạnh mạnh thường suy yếu nhanh, do đó thời điểm hiện tại, không khí lạnh mới tương tác với bão số 6 ở khoảng cách xa nên bão vẫn có khả năng mạnh thêm. Chúng tôi dự báo, sau khi đạt cường độ cực đại trong ngày 17 tháng 10 và 18 tháng 10 thì bão sẽ suy yếu nhanh do không khí lạnh xâm nhập mạnh, khi vào vùng biển trung bộ bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bão số 6 có thể đạt cường độ cực đại ở cấp 12, 13, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông dự báo sẽ có gió cấp 9, cấp 10, sóng cao 8 đến 10 m, giữa Biển Đông gió cấp 6, cấp 7 sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 đến 5 m. Với kịch bản dự báo như trên, ông Hoàng Phúc Lâm nhận định gió mạnh trên đất liền do bão là không đáng lo ngại và mưa cũng không nhiều. Tuy nhiên, khi đới gió đông bắc hoạt động mạnh, mưa sẽ xuất hiện nhiều ở khu vực đông bắc Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, còn khu vực Bắc và Trung Trung Bộ mưa ít hơn. Đến khi bão tan, không khí lạnh di chuyển xuống sâu phía Nam, lúc này khu vực Trung Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa dài ngày nhưng không to, dao động khoảng 50 mm một ngày. Theo tính toán của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 19-20 tháng 10, bão có thể tan ngay trên biển, xác suất này là 30 đến 40%. Tuy nhiên, kịch bản đáng lo ngại là không khí lạnh không mạnh như dự báo mà yếu nhanh thì khi bão vào gần bờ vẫn đạt cường độ cấp 8, cấp 9, xác suất này chỉ khoảng 5%. Trước diễn biến phức tạp và khó lường của cơn bão số 6, theo thống kê hiện còn 50 tàu với 489 người hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đang khẩn trương yêu cầu các tỉnh bằng mọi biện pháp phải kêu gọi hướng dẫn các tàu di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú an toàn. 50 tàu cá 489 ngư dân trong khu vực nguy hiểm của bão số 6 Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản số 84, QGP CTT ngày 1 tháng 10 năm 2022 gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn tàu thuyền ứng phó bão số 6. Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 6 sẽ đi vào khu vực quần đảo Hoàng Sa từ ngày 18 đến 19 tháng 10 năm 2022 với sức gió mạnh cấp 12-13 giật cấp 15. Dự báo còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Đến 6 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm 2022, theo thông tin từ cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ đội biên phòng, còn 50 tàu trên 489 người hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trong đó, tỉnh Quảng Nam có 28 tàu trên 290 người, tỉnh Quảng Ngãi có 20 tàu trên 184 người, tỉnh Bình Định có 2 tàu trên 15 người. Để đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền, không để xảy ra thiệt hại, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đến Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ tàu thuyền, gia đình bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi hướng dẫn 50 tàu trên và các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm hoặc có khả năng ảnh hưởng của bão di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú an toàn. Thông tin về tình hình tàu thuyền trên biển trong cuộc họp sáng 17 tháng 10, Đại tá Nguyễn Đình Hưng, trưởng phòng cứu hộ cứu nạn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, đến sáng nay, đơn vị và các địa phương đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho năm 2.248 tàu trên 222.313 lao động biết diễn biến của bão để di chuyển phòng tránh. Đặc biệt, hiện vẫn còn 50 tàu trên 489 lao động của các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ông Hưng nói, Bộ đội biên phòng đang phối hợp cùng địa phương để yêu cầu tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời chỉ đạo sẵn sàng bắn pháo hiệu để ngư dân chủ động sản xuất. Ông Vũ Xuân Hành, Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đánh giá, bão số 6 rất mạnh trên biển, các bộ ngành địa phương cần theo dõi sát cơn bão số 6 để đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền đến ủy ban nhân dân cấp xã, chủ tàu thuyền gia đình bằng mọi biện pháp thông báo kêu gọi, hướng dẫn 50 tàu trên và các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm hoặc có khả năng ảnh hưởng của bão di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc rơi vào nơi tránh trú an toàn. Ông Thành cũng đề nghị các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng sẵn sàng kịch bản ứng phó với bão. Dù xác suất lớn là khi vào gần bờ, bão sẽ suy yếu, tuy nhiên không lại trừ khả năng bão đổ bộ vào đất liền. Ông Thành yêu cầu trong hôm nay, cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cần xây dựng hai kịch bản ứng phó với bão số 6. Kịch bản thứ nhất xây dựng theo phương án dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia là bão suy yếu khi vào gần đất liền. Kịch bản thứ hai là trường hợp bão không suy yếu khi vào đất liền để các địa phương chủ động ứng phó. Hình ảnh bão chồng bão, lũ chồng lũ chẳng còn quá lạ với người dân miền Trung. Hàng năm nơi đây phải đón nhận cả chục cơn bão, có những cơn bão nhẹ nhưng cũng có những cơn bão đi qua cuốn sạch tất cả của cải mà bà con tích góp cả đời. Trước sự đổ bộ và can quét của cơn bão số 6, một lần nữa hy vọng bà con sẽ tiếp tục đoàn kết, cố gắng vượt qua khó khăn này. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.